Chào các bạn, quay trở lại với kênh Bếp Người Việt. Hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn một bài thuốc trị ho cho các bạn trẻ rất là hiệu quả. Đó là húng chanh, quất và đường phèn, thêm một chút lá hẹ và gừng nữa để giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh và giúp các bạn nhỏ phòng chống được các cái bệnh về đường ho, hô hấp rất là hiệu quả. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để là chia sẻ với các bạn một cái siro để có thể trị ho cho các bạn nhỏ các bạn nhé. Đang là cái thời tiết giao mùa, các bạn nhỏ đang bị ho rất là nhiều. Thì ở đây mình có chia sẻ với các bạn một cái phương pháp dân gian và có thể áp dụng được cho các trẻ nhỏ từ 6 tháng đến vài tuổi, hoặc là thậm chí là người lớn của chúng ta cũng có thể sử dụng được. Ở đây thì các bạn sẽ sử dụng cho mình 150g quất. Quất này thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ sử dụng quất sạch nha. Quất mà các bạn sử dụng ở những nơi mà an toàn, không có thuốc bảo quản. Lá hẹ này thì các bạn sẽ sử dụng 100g. Húng chanh 100g, 20g gừng và 200g đường phèn các bạn nhé. Húng chanh thì nó là một cái loại cỏ từ thiên nhiên có tác dụng đó là giúp long đờm rất là tốt, cho nên là các bạn hãy tận dụng cái bài thuốc từ thiên nhiên này các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm luôn nhé. Quất này thì các bạn bổ đôi hoặc là bổ mấy đều được. Các bạn bổ đôi để sau đó các bạn tách bỏ cho mình cái phần hạt quất đi nhé. Phần vỏ quất nó có cái tác dụng là làm long đờm và giúp cho phổi rất là khỏe mạnh. Cho nên là các bạn nhớ tận dụng cái phần vỏ quất hay là vỏ chanh nhé. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng mũi dao để loại bỏ cái phần hạt quất này đi. Gừng này thì các bạn sẽ sử dụng cả cái phần vỏ nhé. Gừng nó có tác dụng đó là làm ấm thận. Các bạn thái sợi. Húng chanh này các bạn cũng sẽ thái nhỏ ra. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái nồi để chúng ta có thể nấu được cái phần nước này nhá. Các bạn sẽ cho gừng này và quất vào, sau đó thêm đường phèn. Các bạn sẽ trộn đều và để khoảng 1 tiếng để cho cái phần nước ở quất nó ra, kết hợp với đường nó ra nhé. Thế phần đường nó bắt đầu chảy ra được một chút như thế này rồi, nếu muốn nhanh hơn thì các bạn có thể cho thêm một chút xíu nước ấm vào nhé, để phần đường nó tan nhanh hơn, tầm từ 50 đến 100ml. Ở đây thì mình thêm 100ml, sau đó thì các bạn sẽ thêm vào cái phần húng chanh và lá hẹ. Bật bếp lên và bắt đầu đun lửa liu riu. Các bạn thấy cái phần nước
Bắt đầu sôi lên như vậy rồi thì bây giờ các bạn sẽ thêm vào đây cho mình 200ml nước nóng nhé. 200ml nước nóng. Sau đó các bạn đậy vung lại và om trong khoảng thời gian là 30 phút. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đun được 15 phút rồi thì các bạn sẽ đảo qua một lượt nhé. Tổng lượng nước mình thêm vào đây là 300ml. Sau khi mà các bạn đun được 30 phút rồi thì mình sẽ mở vung và đun tiếp để cho nó bốc bớt phần hơi nước. Để phần nước mà các bạn thu lại chỉ cần 150ml thôi các bạn nhé. Và nhớ là dùng ở lửa nhỏ liu riu giúp mình nha. Sau khi mà các bạn đã đun được 30 phút như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ mở vung nhé. Các bạn mở vung, sau đó đun thêm 10 phút nữa để cho nó bốc bớt phần hơi nước. Thì chúng ta sẽ để được lâu hơn và cái phần siro nó cũng sẽ cô đặc hơn nha. Rất là thơm. Sau khi mà các bạn đã đun thêm được 10 phút để nó bốc bớt phần hơi nước thì bây giờ chúng ta sẽ được một cái hỗn hợp nước rất là ngon như thế này đây. Và hôm nay thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn là cái phần bã thuốc như thế này thì các bạn đừng bỏ đi nhé. Các bạn hãy để chung cùng với cả cái phần siro như thế này. Khi nào mình pha thuốc cho con thì mình có thể ăn kèm một miếng quất như thế này. Nó sẽ có tác dụng long đờm và giúp cho phổi của chúng ta khỏe mạnh rất là nhiều các bạn nha. Các bạn sẽ để cho cái phần nguyên liệu này nguội một chút, sau đó thì chúng ta sẽ cho vào hũ để bảo quản nhé. Các bạn sẽ chuẩn bị những cái hũ thủy tinh như thế này để bảo quản nhé. Mình sẽ cho cái phần quất vào đây. Phần lá húng chanh thì mình sẽ bỏ riêng ra một chỗ. Đây các bạn nha, và đây là toàn bộ thành phẩm của cái món này đây. Và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.